Dự án siêu khủng của Thái Lan lật ngược thế cờ bảo vệ Việt Nam trước âm mưu từ Campuchia. Xin chào các bạn khán thính giả của Việt Nam Story. Các bạn thân mến, trong bối cảnh cạnh tranh căng thẳng giữa các quốc gia Đông Nam Á, sự xuất hiện của hai dự án chiến lược, dự án Land Bridge của Thái Lan và dự án kênh đảo Phù Nam Techo của Campuchia đã làm dấy lên nhiều phản ứng và tranh cãi. Trong khi Campuchia và Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy dự án kênh đảo Phù Nam Techo với tham vọng khẳng định quyền lực và ảnh hưởng của mình, Thái Lan đã đưa ra một cú sốc mạnh mẽ với dự án Land Bridge, làm thay đổi cục diện khu vực và đồng thời tạo ra cơ hội quý giá cho Việt Nam. Mặc dù tất cả các lợi ích về kinh tế của dự án cầu cạn này sẽ được phân bổ chủ yếu ở 4 tỉnh thuộc miền Nam nước Thái, nhưng nó cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam ta trong việc giúp giải đất hình chữ S thoát khỏi âm mưu thâm độc của Campuchia và Trung Quốc. Trong khi nhiều người Việt phản đối Phù Nam Techo, thì ngược lại, rất nhiều người Việt lại hoan nghênh Land Bridge. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé! Thông tin Thái Lan muốn xây dựng dự án cầu cạn Land Bridge đã bắt đầu được lan truyền rộng rãi kể từ những tháng cuối năm 2023. Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisit cho biết, dự án Land Bridge do chính phủ Thái Lan đang tích cực thúc đẩy sẽ là một trong những siêu dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất thế giới, tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Thái Lan trong trung hạn và dài hạn. Dự án cầu cạn đang được chính phủ Thái Lan thúc đẩy sẽ cắt ngang qua eo biển hẹp Kra ở miền nam đất nước, nối tỉnh Chương Phôn trên vịnh Thái Lan với tỉnh Ranong trên biển Andaman. Dự án sẽ bao gồm một hệ thống đường cao tốc, đường sắt và đường ống dẫn dầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các cảng biển sâu được xây dựng ở mỗi bên. Siêu dự án cầu cạn này của Thái Lan có 4 hạng mục thi công chính, cần khoản đầu tư ít nhất là 1.000 tỷ baht, tức là tầm 27,44 tỷ đô la. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và nâng cấp mở rộng dự án theo đề xuất của các nhà đầu tư có thể đẩy nguồn vốn đầu tư của dự án này lên 1.400 tỷ baht, tương đương 40 tỷ đô la. Mặc dù vậy, chính phủ Thái Lan vẫn tỏ ra quyết tâm trong việc xây dựng dự án cầu cạn Land Bridge bởi vì siêu dự án này chính là tuyến vận tải bổ sung hỗ trợ tăng trưởng cho nền thương mại quốc tế của Thái Lan. Trong bài phát biểu trực tiếp tại diễn đàn Vành đai và Con đường BRF tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin đã ca ngợi những lợi ích của một cầu cạn lớn nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo ông Setha, dự án được triển khai thành công sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương khoảng từ 6 đến 9 ngày. Chi phí hậu cần cũng sẽ giảm khi hàng hóa không bị tắc nghẽn khi đi qua eo biển Malacca. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan tuyên bố, chính phủ Thái Lan đang cố gắng đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề kinh tế trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tin tưởng rằng Land Bridge sẽ là một trong những siêu dự án của thế giới và giúp Thái Lan trở thành điểm đầu tư hấp dẫn. Thủ tướng Setha kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Thái Lan bằng cách nêu bật những lợi ích gắn liền với dự án này về chi phí, khả năng phân phối và vị trí thuận lợi cho các nhà máy mới nằm dọc hai bờ đại dương. Theo tính toán của The Nation, nếu được triển khai thành công, trong 10 năm tới, dự án Land Bridge sẽ giúp GDP của khu vực phía Nam Thái Lan tăng trung bình 130 tỷ baht, là hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đóng góp khoảng 8% GDP của đất nước. Đồng thời, dự án cơ sở hạ tầng này cũng sẽ tạo ra hơn 100.000 việc làm mới. Tuyến đường mới cũng sẽ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan đến các thị trường ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu nhanh chóng và thuận tiện hơn. Sau khi dự án cầu cạn đi vào hoạt động, lĩnh vực dịch vụ được dự báo sẽ có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Lợi ích kinh tế sẽ được phân bổ chủ yếu ở 4 tỉnh Ranong, Chung Phon, Nakhonsi, Thammarat và Surat Thani. Các khoản đầu tư để hiện đại hóa lĩnh vực liên quan tới nông nghiệp ở 4 địa phương này sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là trong các ngành như cao su, chế biến nông sản, công nghiệp, thực phẩm. Các ngành công nghiệp khác dự kiến sẽ được hưởng lợi từ tuyến đường thương mại mới, bao gồm lĩnh vực sản xuất năng lượng thay thế như năng lượng gió. Trong khi đó, về tiềm năng nâng cao năng lực cạnh tranh với nước ngoài, Land Bridge dự kiến sẽ thu hút 15-20% thị phần kinh tế từ Singapore và Malaysia dựa trên giá trị vận tải hậu cần mà dự án này có thể mang lại. Nhưng lợi ích của cầu cạn bắc qua eo biển Kra không dừng lại ở nội bộ Thái Lan. Đây là một đại dự án đầy ý nghĩa mang đến lợi ích không chỉ cho Thái Lan mà còn cho rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam, một người bạn láng giềng đang gặp rắc rối với dự án kênh đảo Phù Nam của Campuchia. Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng Việt Nam cũng được hưởng lợi rất lớn từ dự án siêu khủng này. Vấn đề là tại sao lại như thế?
là bởi vì sau khi cầu cạn Land Bridge được xây dựng, tàu bè sẽ không nhất thiết phải đi ngang qua eo biển Malacca nữa. Thay vào đó, nó sẽ tạo nên một hành lang sầm uất giúp nâng cao giá trị của Biển Đông, nơi mà Việt Nam có chủ quyền cùng với vùng lãnh hải rộng lớn, giúp quốc gia thu được lợi nhuận cao từ hoạt động vận tải biển tại khu vực. Khi cầu cạn Kara đi vào hoạt động, các cảng biển nước sâu ở khu vực phía Nam Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp với các cảng biển tại Singapore. Lộ trình hàng hải sẽ chuyển về phía bờ biển Việt Nam, Campuchia và Myanmar khi tàu thuyền đi vào Biển Đông và Vịnh Thái Lan trước khi đi qua cầu cạn Kara, thay vì di chuyển gần bờ biển các đảo của Malaysia, Indonesia và Philippines trước khi vòng vào eo biển Malacca. Nói cách khác, đường hàng hải Viễn Dương sẽ dịch chuyển từ phía Đông sang phía Tây Biển Đông. Trong một tương lai không xa, nếu cầu cạn Kara chính thức đi vào hoạt động, Việt Nam có thể kỳ vọng đảo Ngọc Phú Quốc sẽ trở thành một Singapore thứ hai tại châu Á. Các tỉnh phía Nam của Việt Nam như Kiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ hưởng lợi từ việc này. Kiên Giang có khả năng trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và du lịch. Bà Rịa Vũng Tàu với các cảng biển hiện đại và các khu công nghiệp phát triển cũng sẽ có cơ hội thu hút nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là trong ngành công nghiệp nặng và chế biến. Hiện nay, khu cảng chính của Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm Vũng Tàu và Cái Mép đã đứng thứ 32 trên thế giới về công suất và thứ 12 về chỉ số hoạt động. Các bến cảng tại Cái Mép đã tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới với trọng tải lên tới 232.000 DVKT và chứa hơn 24.000 TEU. Các bến cảng ở khu vực Cái Mép cần được đầu tư đồng bộ và trang bị hiện đại với sự tham gia của các nhà khai thác cảng và hãng tàu hàng đầu từ Pháp, Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Những nhà đầu tư nước ngoài này không chỉ cung cấp vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến mà còn thúc đẩy kết nối cảng biển với mạng lưới toàn cầu. Các tỉnh ven biển của Việt Nam như Cà Mau, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa cũng sẽ hưởng lợi từ việc tăng cường kết nối giao thông và phát triển kinh tế biển khi cầu cạn Kara được hoàn thiện. Nếu cầu cạn này được khai thông, tuyến đường hàng hải quốc tế sẽ đi dọc và gần sát các thành phố ven biển của Việt Nam từ Phú Quốc đến Vịnh Vân Phong và Vịnh Thái Lan. Các khu vực thuộc lãnh hải Việt Nam sẽ trở nên nhộn nhịp hơn và đảo Phú Quốc với vị thế chiến lược cùng cơ sở hạ tầng phát triển sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại, du lịch và logistics. Việt Nam sẽ dễ dàng tiếp nhận tàu thuyền di chuyển từ Thái Bình Dương vào Biển Đông tới Vịnh Thái Lan và cập cảng cầu cạn Kara trước khi tiếp tục hành trình đến Ấn Độ Dương. Có thể khẳng định rằng Phú Quốc sẽ hưởng lợi lớn từ sự hiện diện của cầu cạn Kara, tạo ra một hành lang sầm uất, nâng cao giá trị của Biển Đông, giảm sự phụ thuộc vào eo biển Malacca và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cũng như du lịch cho Việt Nam. Theo đó, không chỉ Phú Quốc mà toàn bộ vùng biển miền Nam Việt Nam sẽ trở thành một vùng kinh tế đặc biệt, không chỉ trong lĩnh vực vận tải biển mà còn trong lĩnh vực dịch vụ vận tải và kho bãi. Cùng với lợi thế ấy, Việt Nam và đảo Ngọc Phú Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành một Singapore thứ hai tại châu Á. Một khi điều này trở thành sự thật thì những tác động của kênh đảo Phù Nam Tây Châu của Campuchia sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Nói cách khác, dù Campuchia không cho tàu thuyền nước mình vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường biển của Việt Nam, thì nước ta cũng chẳng chịu thiệt hại gì, bởi vì số lượng tàu thuyền mà Việt Nam bị thất thoát do đổi hướng di chuyển sang kênh đảo Phù Nam Tây Châu sẽ được thay thế bằng số lượng tàu thuyền lớn gấp nhiều lần đến từ các quốc gia khác cùng với cầu cạn Thái Lan. Theo đó, nguồn thu ngoại tệ mà Việt Nam có được khi này sẽ nhiều gấp mấy lần so với khi thu phí vận tải hàng hóa của Campuchia. Dù không có tàu thuyền của Campuchia thì lợi nhuận từ ngành vận tải biển của Việt Nam vẫn tăng đều đều. Trái lại, chỉ có thương thuyền của Campuchia là phải chịu thiệt hại lớn nếu di chuyển hàng hóa qua kênh đảo Phù Nam Tây Châu. Vì với tuyến đường này, họ phải di chuyển một quãng đường xa hơn gấp mấy lần, gây tốn kém nhiều chi phí, thời gian và công sức. Nếu Campuchia cứ nhất quyết bắt tàu buôn trong nước lựa chọn kênh đảo Phù Nam Tây Châu, nó rất dễ dẫn đến sự bất mãn, phản kháng trên diện rộng. Nếu mọi việc không được xử lý khéo léo, kênh đảo Phù Nam Tây Châu sẽ trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người, bị tẩy chay, bỏ hoang, gây lãng phí tiền của và tâm sức của chính phủ Campuchia vô cùng. Còn nếu nhìn ra xa hơn, sự cố chấp của chính quyền Campuchia còn gây ảnh hưởng đến ngành vận tải biển của nước này. Chẳng hạn như sự bất cập của kênh đảo Phù Nam Tây Châu sẽ kéo dài thời gian tải hàng, gây suy giảm chất lượng hàng hóa và gây khó khăn cho chuỗi cung ứng hàng hóa bằng đường biển của Campuchia. Vậy nên, thiết nghĩ Campuchia cần suy nghĩ thật thận trọng trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Đừng vì chút lợi ích hèn mọn mà trở thành con rối trong tay của kẻ khác để chống lại một người bạn từng vào sinh ra tử với mình. Hy vọng trong thời gian tới, dự án cầu cạn Land Bridge bắc qua eo đất Kara của Thái Lan sẽ nhanh chóng được xây dựng và hoàn thành.
Đấy là lúc mà Việt Nam có thể nở nụ cười rạng rỡ, còn Campuchia thì ngược lại sẽ nhăn nhó mặt mày. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích nội dung trong video này, đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận thông báo về các video mới nhất từ kênh của chúng mình. Chúng mình rất cảm kích sự ủng hộ của bạn và hy vọng được gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!